Mời bà con và quý vị theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, đến nay tỉnh ta đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương một số vấn đề trong quá trình tái đàn lợn sau dịch. Chỉ được tái đàn ở những cơ sở trang trại chăn nuôi khi thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học như chủng trại xa nơi ở, cách ly với người và các phương tiện ra vào trang trại thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng. Lợn sống khi nhập về phải có nguồn gốc rõ ràng đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y, lấy mẫu âm tính với bệnh dịch toàn lợn châu Phi và phải nuôi cách ly một thời gian để theo dõi rồi mới cho nhập đàn. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine bắt buộc theo quy định, tái đàn theo lộ trình, từng bước tránh tái đàn ồ ạt với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu 100% mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng tăng dần các hộ trang trại cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện khi nhập lợn về nuôi phải khai báo với ủy ban nhân dân xã phường thị trấn và theo hướng dẫn của cán bộ thú y địa phương trường hợp các hộ trang trại cơ sở không đủ điều kiện cố tình nhập lợn về nuôi không khai báo nếu để xảy ra dịch bệnh sẽ phải tự xử lý và không được hỗ trợ theo quy định Bệnh vàng lá thối rễ đang xuất hiện và gây hại ở một số diện tích trên cây có muối. Để phòng trừ bệnh này, hạn chế thiệt hại và nâng cao chất lượng, mẫu mã nông sản, bà con cần chú ý một số vấn đề sau. Bệnh vàng lá thối rễ do nhiều tác nhân như các loại nấm và tuyến trùng gây ra. Khi bệnh mới xuất hiện, lá của cây vẫn bình thường nhưng gân lá có màu vàng nhạt, phía lá ngả màu vàng cam và dễ bị rụng. Khi có gió, lá già phía dưới bị rụng trước, sau đó đến lá trên. Chất lượng quả kém và bị rụng sớm. Bệnh nặng có thể làm chết cả cây nếu không phòng trị kịp thời. Nhánh cây biểu hiện bệnh vàng lá hướng nào thì dễ cũng thường bị thối hỏng ở hướng đó. Nguyên nhân là do đất trồng canh tác lâu năm có thành phần xét, bị chua, đất không bón vôi, đất sử dụng nhiều phân hóa học. Ít sử dụng phân hữu cơ là những môi trường dễ phát triển bệnh vàng lá thối dễ trên cây có múi để phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi, cần chọn cây giống sạch bệnh, vườn trồng phải có hệ thống rãnh thoát nước tốt, tỉa cành tạo hình cho cây ngay khi cây còn nhỏ, thường xuyên cắt tỉa loại bỏ những cành dài yếu sâu bệnh, sớm loại bỏ những cây bệnh nặng không có khả năng phục hồi và tiến hành xử lý đất trước khi trồng cây mới lại. Những cây cây bị nhẹ thì chúng ta cả cắt bớt những cây cành uh, biểu hiện mà bị bị bệnh xong kết hợp phun uh, trên lá và để kết hợp với tưới ở dưới phần rễ bằng các cái thuốc như zirumin, zisai, dacolin. Đây là những cái trợ cái, cái cái thuốc để có thể phun kết hợp với tưới để uh, ngăn chặn cái sự phát triển của nấm. thì uh, ta thường xuyên lưu ý chú ý sử dụng các cái chế phẩm sinh học ví dụ như là cái chế phẩm chikorema để phun uh, hoặc là hòa tưới hoặc là ủ với phân hữu cơ để thường xuyên chăm bón để tạo dinh dưỡng cũng như là tạo cái độ sạch cho cái môi trường đất để cây phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, cần tăng cường sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt là phân hữu cơ vi sinh để ổn định cấu trúc đất, tăng độ mùn, đất tơi xốp và tiêu diệt mầm bệnh gây hại có trong đất. Cây nhãn, cây vải, xa hoa, đậu quả phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ và độ ẩm do ảnh hưởng của thời tiết ấm kèm theo mưa dẫn đến hiện tượng một số diện tích nhãn vải năm trước không cho quả nên lộc thu thuần thục sớm phát triển lộc đông. Để chủ động điều khiển cây nhãn vải ra hoa, hạn chế mất mùa do biến đổi khí hậu, bà con nông dân cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau. Đối với những diện tích xử lý ra hoa sớm, đã ra hoa hoặc do ảnh hưởng của hóa chất xử lý từ năm trước đến nay đã ra hoa phải phun bổ sung các loại phân bón qua lá có hàm lượng vi lượng bo cao để tăng khả năng thụ phấn đậu quả. Đối với những diện tích nhãn vải sau khi lộc đông thuần thục, cuối tháng 12, đầu tháng 1 năm sau cần tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật sau. Biện pháp cơ giới, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng khoanh từ 80 đến 90% số cành cấp 2 cấp 3 khoanh theo hình tròn hoặc hình xoắn ốc tới phần gỗ, hết đường kính của cành hoặc cuốc xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây sâu từ 30 đến 40 cm tới phần rễ tơ. Khi cây nhú giò hoa thì lấp đất lại và tiến hành chăm sóc bình thường. Biện pháp hóa học: tạo rãnh nông xung quanh tán, sử dụng chất ức chế sinh trưởng KCLO3 hòa nước để tưới, sau đó tiếp tục tưới nước giữ ẩm cho cây từ 7 đến 10 ngày, cách từ 1 đến 2 ngày tưới một lần lượng KCLO3 sử dụng từ 200 đến 500 g cho một cây, tùy thuộc vào tuổi cây và khả năng mang quả của cây để quyết định lượng hóa chất cho phù hợp. Đối với những cây cho thu hoạch quả muộn ở năm 2019 có biểu hiện sinh trưởng và phát triển kém, không tiến hành các biện pháp xử lý sao hoa nêu trên, tiến hành các biện pháp chăm sóc bình thường để cây hồi phục nhằm đảm bảo sinh trưởng phát triển và khai thác quả ở các năm sau bà con và quý vị thân mến chuyên mục thông tin cùng nhà nông hôm nay của đài phát thanh và truyền hình hưng yên đến đây là hết xin thân ái chào tạm biệt